Nhóm thứ nhất anh Bill Linh Trung sẽ là người cầm giao bóng. Bóng ngoài, 0-15. Đổi một. Và đánh bóng tốt của Bảo Khang. 0-30. À, giờ bóng rất khó chịu của anh Bill. 15-30. Và vỏ nhỏ rất hay của anh Bill. 30 đều. Chiều mấy người nhỏ. Giờ luôn. 30 đều. Và vào bóng tốt của anh Bill. 40-30. Rất hay. Và đánh bóng rất hay của anh Bill. 1-0. 1-0 cho anh Bill. Đổi một. Bóng tốt. Bốn mươi ba mươi. Khán giả thi đấu quý sân bay chưa có mặt. Xuống thi đấu đều. Xe ngon còn một trong. Lỗi một. Rất hay của Bảo Khang. Game 1 đều. Không 15. Chú có thua con cháu hả? Sân thứ 6, mời Phong trở lại. Và Lâm tay trái. Bóng ngoài. 0-30. Chúng ta có thể thấy vận động viên Bảo Khang. Dù chuẩn bị sân 6, huy béo. Tuổi còn nhỏ nhưng mà sở hữu lối đánh rất chuyên nghiệp, rất đẹp. Lỗi 1.
rất hay. Vận động viên Bảo Khang sở hữu kỹ thuật rất tốt, 0-40. Lỗi một. Bóng ngoài. 15-40. Lỗi một. Bóng ngoài. 30-40. Một đều. Một đều 30-40. Một một. 30-40. Bóng ngoài. 15-30. Bóng ngoài. 15-40. Nhỏ không tốt của anh Bill. 30-40. Đấy, bóng vẫn còn. Và nỗ lực cứu bóng rất hay của anh Bill. Hay quá. 40 đều. Rất hay, và bắt lưới rất hay của Bảo Khang. Game 1-3. À, 15-40 mà ăn không được. Bóng ngoài. 0-15. Tỷ số đang là 1-3. Và giờ bóng xoáy rất khó chịu của anh Bill. 15 đều. Bóng ngoài. 30-15.
đổi một. Rồi, và đánh bóng không tốt của anh Điều, 30 đều. Rất hay, pha giả bóng là điểm trực tiếp của anh Bill. 40-30. Rất hay, pha giả bóng lên lưới rất hay của anh Bill. Game.